Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoài ô có cỏ bông mai. Ở đây đêm vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương răng lối cỏ quen. Các bạn thân mến, trong quá trình chọn một dàn máy karaoke tại gia đình có rất nhiều người băn khoăn không biết nên mua hàng bãi hay mua hàng mới. Và hàng bãi liệu có hay hơn hàng mới hay không, hay hàng mới có bền bỉ và có hay như hàng bãi hay không? Các bạn thân mến, đó là sự băn khoăn của rất nhiều người. Hàng bãi có cái hay riêng của hàng bãi và hàng mới có cái hay riêng của hàng mới. Thông thường thì khi anh em chúng tôi bán hàng thì các bạn thấy có những dòng thiết bị hàng bãi thì chúng tôi sẽ bán và lựa chọn tuyển vào rất là kỹ lưỡng. Nhưng đối với hàng mới thì sẽ đem lại sự yên tâm cho cả người bán lẫn người mua. Các bạn thấy là cái quá trình mà chúng ta xét ra một dàn máy karaoke thì các bạn quan tâm một là chất âm, thứ hai là thương hiệu, thứ ba nữa là điều kiện kinh tế của chúng ta. Còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Tuy nhiên ở chương trình hôm nay tôi sẽ test và giới thiệu đến các bạn một trong những dàn máy mới 100%. Tất cả những thiết bị này đều của hãng CAVS. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, những năm gần đây thì các bạn thấy trên thị trường có rất nhiều những dòng karaoke của rất nhiều những thương hiệu khác nhau, kể cả những dòng châu Âu, những dòng Mỹ, những dòng Tây Ban Nha, những dòng đến từ China, vân vân. Nhưng các bạn thấy dòng sản phẩm nào cũng thế đều có những ưu điểm riêng. Và các bạn thấy là hàng bãi thì những năm gần đây các bạn thấy là anh em cũng rất quan tâm. Tuy nhiên thì các bạn thấy hàng bãi có sức hút riêng, nhưng tất cả chúng ta cũng đều phải quan tâm, một đó là cái chất lượng và thứ hai nữa là cái nghiệp vụ của người thợ trong quá trình tuyển hàng và để bán cho anh em. Và khi các bạn đến với chúng tôi mua hàng mới cũng như hàng bãi, các bạn hãy yêu cầu anh em chúng tôi tháo lòng ra để các bạn quan sát và chúng ta tìm hiểu về chất lượng. Còn đối với hàng mới thì nhiều khi các bạn yên tâm là có những cái sản phẩm mà chúng tôi đã nhập về và nó là những sản phẩm còn nguyên cả thùng, cho nên là cái sự yên tâm đối với cả người bán người mua hầu như là tuyệt đối. Còn đối với những hàng bãi thì các bạn biết rồi, anh em phải tuyển rất là kỹ. Ví dụ như nhập một vài đôi loa hay một vài châm ly về, anh em chúng tôi phải kiệt tháo ra kiểm tra kỹ lưỡng. Có những dòng sản phẩm nó không đảm bảo được chất lượng, chúng tôi phải back up quay lại. Và các bạn thấy rất rõ là có những dòng sản phẩm thì khi anh em đến rất là yêu thích, nhưng chúng tôi cũng phải nói với anh em, hàng bãi thì có những cái ưu điểm riêng, chất âm của nó có những cái sự mộc mạc riêng mà hàng mới không thể làm được, nhưng hàng mới lại có những điều là âm thanh hiện đại thì hàng bãi cũng không thể đáp ứng được, tùy theo sở thích của các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về dàn máy trước mắt. Các bạn thân mến, như tôi đã có nhiều video clip review giới thiệu đến các bạn về dòng loa CAVS ATV12. Đây là dòng nâng cấp từ dòng LP12 của hãng CAVS. Đây là một trong những dòng loa hiện đại bậc nhất của hãng CAVS, với cái kỹ thuật đó là họ sử dụng full từ neo bi, tức là sử dụng nam châm đất hiếm cả ở loa mát và loa chép, gọi là full. Nhưng một cái công nghệ cao cấp nhất đó là nam châm được sử dụng dưới dạng những viên bi dàn đều để cho từ lực của nó kiểm soát tốt sự dao động của màng loa. Đó chính là cái cách mà người ta gọi là full từ neo bi. Full từ neo khác với full từ neo bi. Từ neo bi là công nghệ cao nhất của những hãng chế tạo audio hiện nay. Thì đây là cặp loa ATV12 của hãng CAVS có sử dụng công nghệ full từ neo bi. Các bạn thân mến, nhờ cấu trúc nam châm đất hiếm cho nên nó tạo ra cái từ lực rất là mạnh mẽ khi các bạn hát, bát đánh uy lực, và nam châm đất hiếm nó kiểm tra, tức là nó kiểm soát rất là tốt cái quá trình dao động của các giải âm, đặc biệt là cái tiếng bát. Các bạn cứ nghe những cái bản test của tôi để các bạn sẽ hiểu. Các bạn vào YouTube gõ chữ Cương Audio ATV12, các bạn sẽ thấy những cái bản test rất là đặc sắc. Tôi đã có video tháo tung lòng phèo và quay giới thiệu chi tiết đến các bạn cấu trúc của loa cũng như ma trận của lòng thùng. Cặp loa này thì các bạn biết là mới tinh, đập thùng, còn nguyên cả thùng đấy, thì giá khoảng 15, nhưng hiện nay thì anh em chúng tôi đã giảm giá dòng sản phẩm này xuống còn 13 triệu đồng một cặp loa. Ở đây các bạn nhìn thấy một loa súp, đó là súp CAVS 1/30 đánh úp gầm có giá 6 triệu đồng nguyên thùng. Đánh úp gầm thì âm thanh rất là êm ái, các bạn biết rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy tôi sử dụng một con vang, đó là vang CAVS MX7. Con vang này là vang số, có thể chỉnh bằng máy tính hoặc chỉnh tay. Anh em chúng tôi đều chỉnh bằng máy tính ở cái mức rất là tuyệt vời cho các bạn có thể thưởng thức âm thanh rồi. Và các bạn lát nữa cứ nghe cái tiếng bát, nghe cái sự ấm áp, sự dày dặn trong các giải âm, đặc biệt là cái giọng hát chúng ta, là các bạn sẽ nhận ra. Con vang này có giá là 3.500.000 đồng, vang MX7 của CAVS.
một bộ mic không dây xe AVS một đầu thu 2 tai mic có giá 3 triệu đồng, âm thanh tĩnh, sạch, trong trẻo, tinh tế, tiết kiệm pin và khả năng liên lạc cực tốt giữa đầu thu với tai mic nhờ sử dụng băng tần UHF. Các bạn nhìn đấy, đây là một con đẩy quốc dân, đẩy xe AVS A1000 tích hợp bộ quản lý nguồn ở sau lưng. Con đẩy này có giá 8 triệu đồng nguyên thùng. Ở phía dưới là một con đẩy 4 kênh tôi bày ra để quảng cáo, đó là đẩy M4800 của xe AVS có giá 10 triệu đồng, có thể đánh được 2 cặp loa full. Ở trên cùng thì các bạn nhìn thấy tôi cũng bày ra để quảng cáo, đó là một máy nâng tiếng của DB Aquatic có giá 2.800.000 đồng. Máy nâng tiếng, ở clip này các bạn thấy tôi không bật lên đấy, tôi bày ra để quảng cáo thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ hát thử nghêu ngao để các bạn xem là chất âm của cấu hình tôi phối ghép tất cả những thiết bị của xe AVS như thế này thì có hay hay không. Các bạn nhớ là tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tất cả những cái điều mà các bạn khúc mắc hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho một trong hai số trên tấm biển. Các bạn có tai phone thì đeo tai phone vào, các bạn mới thấy công nghệ phun từ neo bi của xe AVS luôn luôn đứng ở hàng đầu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắc trời mưa phố xưa buồn đầy, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Đã lỡ thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, vương mắt trời mưa bóng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu.